Hello các bạn, và bây giờ là mình đang đi vô cái chỗ mình tập yoga nha các bạn. Trời khá là nắng ha. Đó. Nhưng thời tiết nói chung là cũng rất là ok. Nắng thì video nó sẽ lên đẹp. Đây là một cái trung tâm thương mại, thì nói chung là nó cũng nhỏ thôi các bạn. Nó không quá lớn. Ok, bây giờ lên thang máy nè. Tới cái chỗ yoga là cần vô nhé. Ok rồi, bây giờ ngồi đợi xíu nha.